Kính chào quý vị khán giả, tôi là Bảo Loan của bản tin COVID-19 247 do báo Sức khỏe và đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế thực hiện. Chương trình ngày hôm nay, mùng 4 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Bộ Y tế phân bổ gần 2 triệu liều vaccine COVID-19 cho Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, người dân được tiêm miễn phí. Vì sao Bộ Y tế yêu cầu các địa phương không phun khử khuẩn ngoài trời? Hà Nội thêm 43 ca dương tính, phần lớn là ở ngoài cộng đồng, chuyên gia khuyến cáo người dân chỉ nên đi chợ 2 lần trên một tuần. Thành phố Hồ Chí Minh quyết định dùng hình thức xét tuyển cho học sinh vào lớp 10. Tính từ 19 giờ ngày 3 tháng 8 đến 6 giờ ngày 4 tháng 8, trên cả nước ghi nhận 4.271 ca nhiễm mới, trong đó 4 ca nhập cảnh và 4.267 ca ghi nhận trong nước, bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh 2.365 ca, Bình Dương 1.032, Tây Ninh 194, Đồng Nai 164, Long An 146, Đà Nẵng 93, Bình Thuận 77, Vĩnh Long 60, Cần Thơ 37, Phú Yên 28, An Giang 24, Bình Định 23, Đồng Tháp 14, Bạc Liêu, Đắk Nông mỗi tỉnh 4 ca, Lâm Đồng, Lạng Sơn mỗi tỉnh 1 ca. Trong đó có 1.044 ca trong cộng đồng. Như vậy, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính từ đợt dịch kể từ 27 tháng 4 đến nay là 170.563 ca, trong đó có 48.057 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Cũng trong ngày hôm nay, có 405.884 liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 7.291.808 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 6.547.477 liều, tiêm mũi 2 là 744.331 liều. Bộ Y tế phân bổ gần 2 triệu liều vaccine COVID-19 cho Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, người dân được tiêm trên tinh thần tự nguyện và miễn phí, bởi tiêm vaccine là biện pháp tốt nhất để nâng cao miễn dịch cộng đồng, nhanh chóng đẩy lùi COVID-19. Bộ Y tế vừa có điều chỉnh quyết định số 3600 BITQD về việc phân bổ vaccine phòng COVID-19 đợt 16 để phân bổ thêm cho Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội. Nghĩa là Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được phân bổ thêm 319.000 liều và số vaccine phân bổ cho Thành phố Hà Nội sẽ tăng thêm 284.000 liều. Như vậy, trong 3 đợt phân bổ vaccine gần nhất, đợt 16, 17, 18, Thành phố Hồ Chí Minh đã được cấp 1.148.500 liều và Hà Nội sẽ được cấp 868.880 liều. Tính đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương được phân bổ vaccine nhiều nhất với hơn 4 triệu liều. Thành phố Hà Nội đã nhận được phân bổ 2,9 triệu liều với tỷ lệ phân bổ vaccine dân số từ 18 tuổi trở lên đạt 26%. Thành phố Hồ Chí Minh cho biết bắt đầu từ ngày 3 tháng 8, thành phố sẽ chính thức bước vào đợt tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 thứ 6. Đây là đợt tiêm chủng đặc biệt dành cho tất cả người dân từ 18 tuổi đang sinh sống trên địa bàn thành phố, dự kiến sẽ kéo dài đến hết tháng 8 năm 2021 với sự hỗ trợ của chính phủ. Theo đó, tất cả các loại vaccine được tiêm tại Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đều phải đáp ứng yêu cầu là được WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp và được Chính phủ Việt Nam cấp phép sử dụng. Mới đây, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương không phun khử khuẩn ngoài trời bởi trên thực tế, việc phun khử khuẩn có ảnh hưởng không tốt với người phun cũng như những người xung quanh. Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị các địa phương không áp dụng biện pháp phun khử khuẩn, chế phẩm diệt khuẩn vào người trong bất cứ tình huống nào, gồm cả biện pháp dùng máy phun trực tiếp vào người hoặc sử dụng buồng khử khuẩn. Việc phun khử khuẩn chỉ áp dụng trong phạm vi hẹp khi xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID-19 cộng đồng, đảm bảo đúng liều lượng và phương pháp. Trong các đợt dịch vừa qua, một số địa phương áp dụng biện pháp phun hóa chất diệt khuẩn tại nơi công cộng để phòng chống dịch. Tại nhiều cơ quan đã lắp đặt buồng khử khuẩn để phun hóa chất diệt khuẩn trong người đứng trong buồng. Một số đơn vị sử dụng máy phun hóa chất diệt khuẩn để phun vào người cách ly, nhập cảnh. Tuy nhiên, Bộ Y tế dẫn quan điểm của Tổ chức Y tế Thế giới WHO khẳng định những nơi như đường phố, vỉa hè không phải là nơi chứa virus. Việc sử dụng số lượng lớn hóa chất diệt khuẩn để phun ngoài trời còn có thể gây hại đến môi trường và làm lãng phí nguồn hóa chất dự trữ cho công tác phòng chống dịch. Từ sáng đến trưa ngày hôm nay, mùng 4 tháng 8, Hà Nội ghi nhận thêm 43 ca dương tính và phần lớn những ca này là đều ghi nhận ngoài cộng đồng. Chuyên gia khuyến cáo người dân chỉ nên đi chợ 2 lần trên một tuần, hạn chế ra ngoài là phương cách tốt nhất để đảm bảo sức khỏe cho mình, người thân cũng như người xung quanh. Tính từ 18 giờ ngày 3 tháng 8 đến 12 giờ ngày hôm nay, mùng 4 tháng 8, CDC Hà Nội đã ghi nhận thêm 43 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong số này có 28 ca được phát hiện ngoài cộng đồng. Như vậy, trong đợt dịch thứ tư, tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Hà Nội đã có tổng cộng 1.453 ca mắc COVID-19, trong đó có 880 ca ghi nhận ngoài cộng đồng. Đến nay, Hà Nội đã phong tỏa ít nhất 5 chợ dân sinh, chợ đầu mối để kiểm soát dịch tễ. Trước tình hình cấp bách đó hôm nay, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu cho rằng, người dân đi chợ 2 lần một ngày như hiện nay vẫn là hơi dày.
Người dân nên đi chợ với tần suất 2 lần trên tuần và nên tập trung mua những đồ thiết yếu, đồ thật sự cần thiết và mua đủ dùng trong vài ngày. Để đảm bảo chất lượng hàng hóa cần mua, trước khi ra chợ, người dân nên khai hàng hóa vào danh sách những đồ cần mua và mua nhanh, gọn, không nên kéo dài thời gian ở những khu vực có nguy cơ. Nhằm nâng cao ý thức phòng dịch cho người dân và hạn chế tối đa việc lây lan dịch bệnh, Hà Nội đã khởi động gần 300 vùng xanh tại 14 phường thuộc quận Hoàng Mai. Các vùng xanh được giám sát, quản lý người ra vào chặt chẽ, không để xảy ra việc lây nhiễm bệnh từ bên ngoài vào vùng xanh và lây nhiễm chéo trong khu dân cư, tổ dân phố, tòa chung cư. Dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Hàng ngày, các đồng nghiệp vẫn gồng lưng với cuộc chiến giành giật sự sống cho bệnh nhân COVID-19. Đó là lý do dù đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng thiếu tá bác sĩ Trần Văn Thành, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã xin ở lại để sát cánh cùng đồng nghiệp trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Tối ngày 24 tháng 7, đọc được lá thư kêu gọi đi chống dịch của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, thiếu tá bác sĩ Trần Văn Thành đã xung phong ngay ở điểm nóng tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh. Biên phòng cháy bỏng của thiếu tá bác sĩ Thành đã được đáp ứng. Trong những ngày vừa qua, anh đã miệt mài cùng với các đồng nghiệp của mình chăm sóc tận tình, chú đáo cho hơn 170 bệnh nhân nhiễm COVID-19 trong khu cách ly thu dung điều trị COVID-19 của huyện Củ Chi. Khi biết bác sĩ Thành sẽ xa nhà, chưa xác định ngày về, ngày nối ngày sẽ chăm lo cho các ca bệnh mắc COVID-19, người thân của anh cũng không khỏi lo âu. Nhưng anh đã thổ lộ quyết tâm, việc làm này là mệnh lệnh từ trái tim, tổ quốc đang cần mình, các bệnh nhân đang cần mình. Mình có kinh nghiệm sẽ giúp cả tâm sức để làm việc, nếu không thì sẽ rất lầm. Mình ngày y mà, và bây giờ đất nước Việt Nam rất là nhỏ. Chính vì thế mà tôi đăng ký luôn, đăng ký tham gia luôn. Và sau một thời gian mấy hôm ấy, thì anh ấy sắp xếp và chuyển tôi xuống dưới Củ Chi để tình nguyện giúp. Đây, thì y tế, trung tâm y tế ở Củ Chi cũng truyền thông tôi về phụ trách cái trường tiểu học, trường trung học cơ sở thị trấn này. Với bác sĩ Thành, khoảnh khắc khó tả nhất là những lần nhìn thấy bệnh nhân, người già lẫn trẻ đều bị nhiễm. Sau lớp áo bảo hộ, mang chắn khử khuẩn, họ vẫn mang trong mình một trái tim nóng và một nhịp đập chung cùng sứ mệnh, trách nhiệm được giao phó. Để ngày tháng Covid, để cuộc sống bình yên sẽ không còn là giấc mơ xa. Hiện nay, tình hình dịch bệnh tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp, với số ca nhiễm trong cộng đồng vẫn cao, nhiều ca bệnh chưa tìm được nguồn lây. Do đó, việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng là biện pháp mà các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Trà Vinh đang áp dụng. Từ ngày 19 tháng 7 đến nay, Tiền Giang đã có 131 ổ dịch với gần 3.000 ca F0. Tỉnh Trà Vinh đã có thêm 406 ca F0 trong đợt dịch thứ tư. Và số ca F0 tại tỉnh Bến Tre là 933 ca. Trước tình hình đó, trong buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Bạc Liêu về công tác phòng chống dịch COVID-19, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đề nghị các tỉnh nói trên cần phải chủ động phối hợp với đoàn công tác Bộ Y tế đánh giá được mức độ nguy cơ từ xã phường cho đến thành thị, từ đó đưa ra các giải pháp chống dịch sao cho phù hợp. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cũng đã đề nghị các tỉnh này đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, áp dụng mô hình điều trị tháp 3 tầng của Bộ Y tế và xây dựng chiến lược xét nghiệm dựa trên những đánh giá về mức độ nguy cơ của từng khu vực. Đặc biệt cần phải quản lý nghiêm các đơn vị xét nghiệm tại các cụm khu công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Cả gia đình có 8 người của chị Lan Hương đã cùng nhau vượt qua hoạn nạn của đại dịch COVID-19 trong khu điều trị. Cảm kích trước tấm lòng cũng như khó khăn của các y bác sĩ, sau khi được xuất viện, chị Lan Hương đã đề xuất xin làm tình nguyện viên chăm sóc các cụ già mắc COVID-19 nặng. Hôm nay, mùng 4 tháng 8, là tròn 32 ngày gia đình 8 người chị Lan Hương, 39 tuổi, ngụ phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, cùng nhau vượt qua COVID-19. Chị và các thành viên trong gia đình đã chính thức đoàn tụ, cả nhà được quay về tổ ấm thân thương. Trở về từ cửa tử, với những cơn ho sốt khó thở kéo dài miên man, chị Lan Hương tưởng chừng như không thể vượt qua khỏi. Nghĩ mình khó lòng vượt qua, chị Hương đã nhờ chồng gọi điện gấp nhờ ba mẹ ở Vĩnh Long thắp nhang cầu nguyện. Và điều kỳ diệu đã đến với chị sau 10 ngày sốt mê man, ho liên tục kéo dài, chị như được tái sinh. Sau 5 lần xét nghiệm âm tính, ngày 22 tháng 7, chị Lan Hương chính thức được xuất viện. Thế nhưng, chị đã xin các bác sĩ ở lại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để chung tay cùng các y bác sĩ điều dưỡng, chăm sóc các bệnh nhân lớn tuổi. Tuy nhiên, do quy định phòng chống dịch, bệnh viện không đáp ứng được nguyện vọng của chị Hương.
Một câu chuyện đẹp trong thời dịch mà chúng tôi vừa ghi nhận là nữ công nhân môi trường ở Hà Nội bị cướp xe máy trong lúc đang kéo xe rác cũng đã được các chiến sĩ công an quyên góp và đã mua tặng một chiếc xe mới. Do diễn biến của dịch COVID-19 phức tạp, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định về phương án tuyển sinh vào lớp 10 công lập và trường chuyên với hình thức xét tuyển thay cho hình thức thi tuyển như mọi năm. Đối tượng tham gia xét tuyển là các thí sinh đã được đăng ký nguyện vọng và đủ điều kiện dự thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông chuyên và trung học phổ thông năm 2021-2022. Việc xét tuyển vào lớp 10 công lập theo phương thức điểm xét tuyển bằng tổng điểm trung bình cả năm học lớp 9 của môn ngữ văn, toán, ngoại ngữ cộng điểm ưu tiên nếu có. Điểm xét tuyển vào lớp 10 chuyên được tính theo phương thức điểm xét tuyển bằng tổng điểm trung bình cả năm lớp 9 của môn văn toán ngoại ngữ cộng điểm trung bình cả năm lớp 9 của môn đăng ký xét tuyển chuyên nhân 2 điểm khuyến khích nếu có. Các học sinh không trúng tuyển lớp 10 chuyên sẽ được xét tuyển lớp 10 không chuyên căn cứ trên tổng điểm trung bình môn của cả năm học lớp 9 môn văn toán ngoại ngữ cộng điểm khuyến khích nếu có. Thông tin nói trên đã khép lại chương trình bản tin COVID-19 247 ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị và các bạn hãy nhớ thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và đăng ký xem kênh của chúng tôi ở nút đăng ký ngay sau bản tin này. Hãy để lại bình luận và trở thành người đồng hành thực sự với lực lượng tuyến đầu trên mặt trận thông tin. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Chúc quý vị và các bạn bình an trong đại dịch.